Hoài Phương và Nam Hương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Để phản đối sự có mặt của ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Hoa đến Úc Châu, cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu đã tổ chức cuộc biểu tình trước tòa nhà Quốc hội tại thủ đô Canberra vào ngày thứ Hai 17 tháng 11 năm 2014 để thể hiện lòng quyết tâm chống lại mưu đồ xâm lược của Trung Cộng trên lãnh thổ cũng như lãnh hải của Việt Nam. Tại tiền đình Quốc hội Úc, chúng tôi nhận thấy cảnh sát đã chia ra hai khu vực riêng biệt dành cho những người ủng hộ và đoàn người phản đối ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, nhóm người ủng hộ cho Trung Cộng rất ít ỏi mà ai cũng có thể nhìn ra. Kính mời quý khán giả theo dõi những hình ảnh sau đây. Trong cuộc biểu tình, ngoài cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, còn có các cộng đồng khác như Tây Tạng, Pháp Luân Công và Duy Ngô Nhĩ đến Tuy Quờ. We demand freedom for people who are under oppression of China. We are here because the president of China, Xi Jinping, one of the dictators remaining in our world today, in our free world today. And that's why we are here. Tôi là Vũ Mộc Giao, tôi ở Sydney. Thì hôm nay tôi đến đây với cùng với lại cộng đồng người Việt ở New South Wales, Victoria và một vài nơi khác nữa đến để thể hiện tinh thần chống tàu. Tàu xâm lấn cả Việt Nam và đang xâm lấn cả thế giới. Đó là tinh thần chính mà tôi đến đây ngày hôm nay. Tôi tên là Phượng, từ Melbourne đến Canberra đây. Mục đích của tôi tới đây là tôi ủng hộ các cộng đồng Tibet, Tân Cương và nhóm Pháp Luân Công và đã, cũng như đất nước chúng ta đang bị cộng sản Tàu đàn áp. Thì hôm nay Tập Cận Bình, Prime Minister của Tàu, nó sang đây, cho nên chúng tôi tới đây để mà phản đối nó. Chúng tôi không muốn cộng sản Tàu đã xâm chiếm nước Việt Nam chúng tôi mà còn tràn qua Úc này để mà tuyên truyền cho chế độ cộng sản, và tôi lên án chế độ cộng sản Tàu đã lấn áp những nước lân bang và còn muốn lấn áp sang nước Úc này. Tôi tới đây để tranh đấu không phải vì riêng cho đất nước Việt Nam chúng tôi, nhưng mà còn cho con cháu của chúng tôi sau này cũng như các nước lân bang xung quanh của Tàu. Dạ thì thứ nhất là vì theo cái quan điểm và cái tư tưởng của em thì là luôn là không bao giờ đổi trời chung với cộng sản. Lý do em đặt chân tới đây là cũng là những cái lý do mà giống như nhiều người ở đây là lên án cái chế độ cộng sản, không phải riêng cái chế độ cộng sản Việt Nam mà là còn những cái chế độ cộng sản nữa, đặc biệt là chế độ cộng sản Tàu Cộng. Xin giới thiệu, em là Hoàng, dạ vâng, ở trong trại tâm trú vừa mới ra. Thì đây là lần đầu tiên tụi em được đến đây để tham dự buổi biểu tình ở đây. Thì cái cảm nhận của em thấy là một cuộc biểu tình em thấy rất xúc động mà ở đất nước em không có. Đó là biểu tình trong ôn hòa, và mình bày tỏ được cái tấm lòng của mình và nói lên được những cái mà chúng em lâu nay không có nói được. Đó là phản đối chính phủ Trung Quốc, phản đối Đảng Cộng sản Việt Nam đã lấn chiếm biển đảo Việt Nam. Và bây giờ đây là cái cơ hội để chúng em nói lên cái điều đó. Khi cuộc biểu tình sắp kết thúc, nhóm ủng hộ Tập Cận Bình tăng cường thêm một ít người nữa nhằm ý định lấn thêm phần đất sẵn có. Nhưng cảnh sát đã lập tức dẹp ngay âm mưu này. Hoài Phương và Nam Hương tường trình từ Canberra, Úc Châu xin kính chào quý vị khán giả.